Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách đổi hình nền máy tính trên Win 11. Và trước khi vào nội dung chính của video, Đỗ Bảo Nam Blog rất mong được các bạn ủng hộ bằng cách click đăng ký kênh, like hoặc chia sẻ video nếu bạn thấy video này hữu ích. Xin cảm ơn các bạn. Quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách thay đổi ảnh nền máy tính. Trong trường hợp bạn không muốn hiển thị hình nền mặc định của máy tính, hoặc bạn muốn thay thế một ảnh khác trên máy đẹp hơn, thì các bước bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn quay trở về màn hình desktop. Sau đó, bạn click chuột phải vào một vị trí bất kỳ. Chọn Personalize. Tiếp theo, trong phần Personalize, bạn sẽ nhìn thấy một số hình nền mặc định của Windows. Bạn có thể chọn một trong các kiểu hình nền này. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi bằng ảnh khác trên máy tính, thì bạn click vào phần Background. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy một số ảnh nền cũ mà bạn đã sử dụng. Nếu bạn muốn chọn một ảnh nào đó trên máy tính, thì bạn có thể click vào Brow Photo. Sau đó, bạn tìm đến một ảnh nền. Ví dụ ở đây, mình sẽ tìm đến thư mục. Và mình sẽ chọn cái hình ảnh này. Chọn True Picture. Như vậy, mình vừa thay cái ảnh này thành ảnh nền của máy tính. Bây giờ mình sẽ quay trở lại desktop. Như vậy bạn thấy hình nền máy tính của mình đã được thay đổi. Một cách khác để bạn có thể thay đổi ảnh nền máy tính đơn giản hơn, đó là bạn hãy truy cập vào cái thư mục chứa ảnh của bạn. Ví dụ ở đây, mình sẽ truy cập vào cái thư mục ảnh gốc này. Trong ví dụ này, mình sẽ chọn ảnh thứ ba này làm ảnh nền máy tính. Thì mình chỉ cần click chuột phải vào hình ảnh. Sau đó chọn Set as Desktop Background. Bây giờ mình sẽ quay trở về màn hình desktop. Thì bạn thấy ảnh nền máy tính của mình đã được thay đổi. Trong trường hợp bạn muốn ảnh nền máy tính là một slideshow hình ảnh, thì trong phần setting này, bạn vẫn chọn Personalize do Background. Và ở đây, thay vì chọn Picture, bạn hãy chọn Slideshow. Sau đó, bạn click vào nút Brow và tìm đến thư mục chứa các hình ảnh để làm Slideshow. Thư mục này bạn chỉ chứa các hình ảnh để làm Slideshow. Ví dụ ở đây, mình sẽ chọn thư mục mà mình đã chọn sẵn. Ở đây mình sẽ chọn cái thư mục slide. Sau đó mình click vào Choose this folder. Và bạn có thể điều chỉnh cái thời gian để ảnh thay đổi. Ở đây mình sẽ chọn 10 phút hoặc 1 phút để kiểm thử. Và mình sẽ ra ngoài desktop. Bạn chờ một chút thì chốc nữa màn hình desktop của mình sẽ thay đổi hình nền máy tính sang một ảnh khác mà mình đã thiết lập. Như vậy bạn thấy ảnh nền máy tính của mình đã được thay đổi theo slideshow mà mình đã thiết lập trước đó. Thao tác thay đổi ảnh nền trên máy tính Win 11 tương tự với hệ điều hành Win 10. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi một ảnh tĩnh hoặc một slideshow làm ảnh nền máy tính. Như vậy ở nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ với bạn về cách thay đổi ảnh nền máy tính từ một ảnh tĩnh hoặc từ một slideshow ảnh nào đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.